Kính chào quý vị và các bạn. Được ví như ở giữa hai đầu đòn gánh của đất nước, Nghệ An và Hà Tĩnh là mảnh đất có khí hậu khắc nghiệt, cuộc sống người dân các vùng miền còn nhiều khó khăn. Nhưng từ trong gian khó đó vẫn luôn sáng lên kho tàng dân ca Ví Dặm, khúc hát truyền thống mà người dân nơi đây gửi gắm cả trái tim và tâm hồn mình. Ngày nay, dân ca Ví Dặm đã được thế giới tôn vinh, văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại, càng đặt ra trách nhiệm to lớn của mỗi cá nhân trong việc bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ. Có một cô giáo đam mê Ví Dặm, nhiều năm qua đã âm thầm miệt mài truyền dạy, có nhiều hoạt động làm sống dậy, lan tỏa Ví Dặm trong cộng đồng học sinh và nhân dân vùng Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Đó là cô giáo Đặng Anh Phương, người được các em trìu mến gọi bằng cái tên cô giáo mê Ví Dặm. Sinh ra trong một gia đình yêu thích âm nhạc tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân. Từ nhỏ, cô giáo Đặng Thị Anh Phương đã được tào hát ru bằng những làn điệu dân ca ngọt ngào. Và từ khi nào tình yêu với Ví Dặm đã ăn sâu vào trái tim cô gái trẻ. Là thạc sĩ chuyên ngành tiếng Anh, chị đã tận dụng vốn kiến thức về Anh văn, tìm tòi, biên dịch các bài hát dân ca Ví Dặm sang tiếng Anh. Cách làm của chị đã tạo nên một luồng gió mới trong học và thực hành tiếng Anh, giúp các em củng cố thêm khả năng giao tiếp, tạo không khí sôi nổi cho những buổi sinh hoạt ngoại khóa. Ngoài giờ học, anh Phương còn đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm câu lạc bộ dân ca Ví Dặm, trường Trung học phổ thông Nghi Xuân. Từ 20 thành viên đến nay, câu lạc bộ đã thu hút tới 60 thành viên gồm cả học sinh và giáo viên tham gia. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 2 lần với nhiều nội dung: tập các bài hát mới, tổ chức sinh hoạt diễn sướng, mời các nghệ nhân dân gian truyền dạy hay tổ chức đi tham quan sinh hoạt dân ca tại Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản dân ca Nghệ An, tạo nên sức lan tỏa âm thầm nhưng mạnh mẽ của Ví Dặm đến từng cá nhân, thầy và trò trường Trung học phổ thông Nghi Xuân. Tại thời điểm này thì nhà trường cũng hết sức là ghi nhận đồng chí Anh Phương là người giữ cái vai trò mà có thể gọi là linh hồn của câu lạc bộ ấy. Từ khi mà đồng chí Anh Phương tổ chức thành lập câu lạc bộ và đi vào hoạt động đều đặn cho đến bây giờ thì phải nói rằng là cái phong trào dân ca của trường nó lan tỏa gần như là tất cả các học sinh. Có nhiều em hát được nhưng mà nhiều em chưa hát được thì vẫn đam mê. Những cái lúc mà câu lạc bộ sinh hoạt là các em tham gia để hưởng ứng, cổ vũ và xem câu lạc bộ biểu diễn hay là sinh hoạt rất là hào hứng. Đặc biệt, anh Phương còn tham gia soạn lời cho nhiều làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh. Các sáng tác của chị vừa sôi động vừa dí dỏm mang chất mộc mạc sâu lắng của đồng quê, vừa phản ánh hơi thở của đời sống học đường hôm nay nên được nhiều học sinh thể hiện trong nhiều hội thi, hội diễn của huyện và tỉnh. Cô giáo của em là một trong nhiều bài hát mới như thế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ngày hè định kỳ 2 lần trong tuần, anh Phương lại tập hợp các em đam mê văn nghệ về nhà, dạy hát ví dặm miễn phí. Cứ chiều chiều, giọng hát ví dặm nhí lại vang lên ngọt ngào từ ngôi nhà nhỏ của cô giáo Phương. Từ 10 thành viên, tới nay, câu lạc bộ dân ca ví dặm nhí đã quy tụ hơn 25 em. Từ hoạt động dân ca này, các giọng hát ví dặm sẽ được cô giáo Anh Phương chắp cánh ươm mầm, giúp các em nắm vững các làn điệu, tự tin trong biểu diễn. Nhiều em từ chỗ chỉ thích hát ví dặm, sau hơn 2 tháng đã có thể nắm chắc và biểu diễn tốt một số làn điệu dân ca gốc. Trong những ngày hè cháu học, cháu tham gia câu lạc bộ dân ca nghệ tình nhí ở nhà của anh Phương, cháu được học rất là nhiều các làn điệu dân ca nghệ tình, cháu hiểu rõ hơn về nguồn gốc của những làn điệu đó và cho cháu hát hay hơn về làn điệu dân ca nghệ tình đó, và cho cháu rút được rất nhiều kinh nghiệm để khi lên sân khấu đi. Trong cả một cái dịp hè thì các cháu tham gia ở tại câu lạc bộ thì mẹ thấy là các cháu đã mạnh dạn hơn rất là nhiều, các cháu đã hiểu thêm rất là nhiều về dân ca ví dặm của Nghệ Tĩnh, và các cháu có được cái khả năng biểu diễn và tham gia về các cái lễ hội cùng với các bạn bè ở trong cùng trang lứa. Và hy vọng rằng là cái câu lạc bộ của cô anh Phương sẽ duy trì được lâu dài để cho các cháu ở quanh huyện cũng như là ở những cái vùng lân cận có thể là làm quen được nhiều hơn nữa với cái dân ca ví dặm của Nghệ Tĩnh. Bằng niềm đam mê ví dặm, anh Phương đã không ngại khó, chị tự đặt làm đạo cụ từ chiếc nón tới các xa quay, đặt may trang phục biểu diễn cho các em. Từ những việc làm của mình, anh Phương mong muốn sẽ góp phần bảo tồn, làm cho ví dặm không ngừng lan tỏa trong cuộc sống đương đại. Trong xã hội hiện nay thì có rất là nhiều loại nhạc thịnh hành và dân ca ví dặm cũng, nếu như mà mình không có cái biện pháp bảo tồn thì cũng sẽ dần mai một. Vì vậy là tôi mong muốn những cái làn điệu dân ca ví dặm đó được sống lại bằng cách tôi truyền khẩu cho các em, dạy cho các em những cái làn điệu gốc, rồi từ đó từ các em có thể là bày cho nhau và mọi tầng lớp nhân dân đều hát được dân ca ví dặm, thì khi đó thật sự là dân ca ví dặm mới sống được trong cái mọi cái sinh hoạt cũng như lao động sản xuất của những người dân Nghệ Tĩnh. Cha như núi Thái Sơn.
một lòng thơ mẹ kính cha, lo tròn chữ hiếu. Những khúc đồng sao ngộ nghĩnh, những ước vọng đẹp đẽ trong đêm hội trăng rằm đã kết nên những câu ca ngộ nghĩnh đáng yêu, thắp sáng lung linh cho cả thế giới tuổi thơ của bé. Nu na nu nồng, đèn trống phất cờ, mơ hội thi đua, chân ai sạch sẽ, gót đỏ hồng hào, không cần tí nào được vào đánh trống. Nu na nu nồng, nu na nu nồng, cái cống nằm trong, con ong nằm ngoài. Phật ngồi Phật khóc, con góc nhảy ra, con gà thú hù, nhà mù thổi xôi, nhà tôi nấu chè, tay xòe chân rụt, nu na nu nồng, nu na nu nồng.
thăm thầy thuốc có nhà hay không, thầy xin cúc đầu lắm xương lắm sầu, thầy xin cúc giữa lắm máu lắm me, thầy xin cúc đuôi tha hồ mà đuổi, tha hồ mà đuổi. Và các bạn thân mến, để dân ca ví dặm bám rễ lan tỏa trong cuộc sống đương đại, rất cần những tấm lòng, những việc làm cụ thể như cô giáo Anh Phương. Bằng niềm đam mê cháy bỏng với câu hát truyền thống của cha ông, chị đã lặng lẽ, âm thầm thắp nên tình yêu với ví dặm trong lòng các thế hệ học sinh, giúp các em hiểu hơn, yêu hơn câu hát của quê hương đất nước mình. Và cũng nhờ thế, ví dặm càng có sức sống lâu bền hơn, là chùm hoa giàu hương sắc trong nền văn hóa dân gian Việt Nam. Chương trình Dân ca xứ nghệ của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.